băm cây Takio TK65, sử dụng động cơ xăng 6.5 HP, có chức năng chính dùng để băm các loại cành cây làm mùn cưa chăn nuôi và làm nguyên vật liệu khí đốt, dọn dẹp các loại rác thải xanh. Cửa xả nguyên liệu của máy có máng che, có thể tùy chỉnh độ văng xa hay gần của thành phẩm. Buồng làm việc có khóa chốt cài giúp dễ dàng tháo lắp để vệ sinh máy sau khi sử dụng, giúp tăng tuổi thọ làm việc của máy. Máy được thiết kế toa nạp nghiêng hướng lên, giúp quá trình sử dụng dễ dàng và thuận tiện nhất. Với hai bánh xe cao su lớn và chân trống trụ giúp máy chắc chắn không rung lắc khi dùng và di chuyển nhẹ nhàng qua các địa hình nhiều sỏi đá. Khi sử dụng máy ta nên lưu ý những vấn đề như sau: đặt máy trên bề mặt bằng phẳng khi hoạt động, kiểm tra trong các nguyên liệu băm không lẫn đá hoặc các vật sắc nhọn, khóa cài của buồng làm việc luôn được khóa chặt.